một quan hệ mà nó khiến cho bạn mang của nhất đấy là hãy nhìn thấy những cái thông tin mà bạn đang trải nghiệm bây giờ bạn đã sử dụng cái thông tin đấy để định nghĩa bản thân mình như thế nào cái cách mà chúng ta nói chuyện với chúng ta nó không chỉ đơn giản là hôm nay em xinh quá hôm nay em thế này tại vì bạn vẫn đang khen bản thân mình trên cái bề nổi như thế là cái lúc mà bạn vẫn chỉ thu hút những cái anh chàng chỉ quan tâm đến cái bề nổi của bạn mà thôi hands up that's it còn khi mà bạn thực sự nhìn thấy những trong cái khoảng chờ trong những khoảng thử thách bạn nhìn thấy chính xác cái giá trị của chính mình không phải là ở em hẹn hò ba bốn anh anh nào cũng giỏi anh nào cũng là bác sĩ rồi harvard nhưng mà rồi không thích em sau hai tháng thì là em là một người you know em không xứng đáng cả anh ý hay là em là em độc thân ba bốn năm nay rồi chưa đủ thông tin để chị nhìn thấy là em sẽ ế một khoảng thời gian tiếp hay sao hay là em yêu anh nào cũng chỉ tập trung bên ngoài thôi bắt em học cắm hoa nấu cơm thôi còn lại chả có anh nào trân trọng với anh mà bạn đang sử dụng cái thông tin đấy để định nghĩa bản thân mình như thế nào đấy là cái điều sâu hơn nữa về một cái mối quan hệ của bạn bạn đã sử dụng cái thông tin đấy định nghĩa bản thân mình như thế nào bạn sử dụng là ở đấy chị thấy không ba một năm rồi em độc thân thì chắc là ba một năm nữa cũng sẽ độc thân thôi hay là em độc thân ba một năm rồi và em biết rất rõ cái mối quan hệ giữa em và em là như nào rồi và em biết rất rõ cái kiểu yêu tiếp theo cái cách yêu tiếp theo cái người yêu tiếp theo của họ phải mang giá trị gì rồi họ không phải là anh bác sĩ anh harvard nào cũng không chọn em mà là em từng hẹn hò người giỏi rồi họ đã match với em cái sóng của em đã đồng với cái sóng của họ ở một cái đoạn nào đấy rồi có một cái điểm để em thông minh em ham học em thích tìm hiểu nó đã match với họ rồi. Rồi em mất, em biết em cần điều gì để trong cuộc đối thoại với họ một cách sâu sắc hơn mà thôi. Không phải em yêu anh nào cũng chả đi đến đâu mà là em đã có kinh nghiệm yêu ba anh rồi và em đã trải qua ba cách yêu rồi. Bây giờ em thực sự biết em hợp cái điều gì. Bạn đang chắt lọc cái thông tin đấy để định nghĩa cái trải nghiệm tiếp theo trong cái phase tiếp theo dating của bạn là như thế nào. Bởi vì chúng ta nói như ban đầu ấy, chúng ta luôn luôn tập trung điểm đầu và điểm cuối, điểm giữa bỏ lơ. Nhưng cái điểm giữa đây mới định nghĩa được cái chất lượng của điểm cuối cùng. Cái cách mà bạn xuất hiện khi mà bạn còn chưa có kết quả của bạn ấy nó mới định nghĩa được cái kết quả bạn có là gì không phải là em dùng cái mantra để huyễn hoặc bản thân mình là em có giá trị mà khi mà em đang nhắn tin rất là vui rất là hào hứng hai ba đết rồi anh ấy rất là giỏi rồi anh ấy khen mình rồi anh ấy dừng lời khen em cảm thấy như nào về bản thân lúc đấy là lúc mà em làm cái gì em nhìn thấy được cái điều gì lúc đấy là lúc em nhìn thấy là ở oh, đấy lại mà anh nữa lại không thích mình nữa lại mà anh nữa kiểu cho mình ra gì cho mình bị bỏ bom mình không bao giờ được lựa chọn hay là em nhìn thấy là ở oh, đấy em hoàn toàn vững chãi nên là anh có bỏ đi đến bao nhiêu lâu chứ nữa anh cũng không tìm được ai tốt hơn mà anh sẽ quay lại thôi em có khả năng kiểm soát được cảm xúc của mẹ họ em có khả năng trụ vững ở trong cái giá trị của mình đến mức mà em biết là em hoàn toàn có thể cho những cái người thành công cái không gian để họ theo đuổi sự nghiệp bao giờ họ quay lại khi mà họ cảm thấy là cuộc sống họ bớt bề bộn hơn mà thôi em đã đứng vững được với cái điều đấy hay chưa mà em muốn bạn lọc thông tin lựa thông tin chuẩn xác để xây lại định nghĩa lại cái giá trị bản thân mình ở cái điểm tiếp theo magic chính là cái cách mà bạn nhìn chính bạn qua những cái trải nghiệm up and down trong cái giai đoạn dating này. Từ ngã chia sẻ thông tin hữu ích này tới người bạn gái hoặc là người chị em nào đấy đang cần biết những điều này và đừng quên tag TikTok Mai bộ code nha.